trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói, ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác nói, ông này là Đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói, Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói, Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-siêu. Họ liền hỏi chúng, tại sao các anh không điệu ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời, xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-siêu liền nói với chúng, cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-siêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giê-xu. Ông nói với họ, lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp, cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả. Sau đó, ai nấy trở về nhà mình. Kính thưa quý bà và anh chị em, trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, đã nổ ra một cuộc tranh luận về danh phận của Đức Kitô. Một số người thì đã nói rằng ông Giê-xu là Đấng Kitô, là Đấng cứu thế, trong khi một số khác lại nói rằng đây là một vị ngôn sứ thật sự. Và trước đó trong tin mừng Gioan, người phụ nữ Samari cũng đã nói rằng tôi đã thấy Đấng Mêsia đang đến, và khi người đến, người sẽ nói cho chúng ta mọi điều. Một số người Do Thái khác lại nói rằng Đấng Mêsia phải xuất thân từ dòng dõi của vua David tại làng Bethlehem. Trong khi người Do Thái vẫn không tin và vẫn đang còn chờ đợi một Đấng Kitô khác sẽ đến, thì tác giả tin mừng Gioan lại nói rằng Đức Giê-xu chính là Đấng Kitô, Đấng đã đến rồi. Và Ngài là Đấng đã hoàn thành mọi lời mà các ngôn sứ đã loan báo trong Cựu Ước. Và trước những vấn đề tranh luận của người Do Thái về Đức Kitô như vậy, chúng ta tự đặt một vấn đề ra cho chính bản thân mình là những Kitô hữu. Chúng ta đã đón nhận Ngài ra sao? Và chúng ta đã loan báo về Ngài như thế nào trong xã hội và môi trường của chúng ta hôm nay? Tất cả những người tín hữu Chúa Kitô, những người đã chịu bí tích rửa tội, đều có bổn phận nói về Chúa, loan báo về Chúa trong môi trường của mình. Và nhìn lại trong giáo hội Việt Nam của chúng ta, trong một dân số hơn 90 triệu dân, thì chỉ có khoảng chưa tới 7% dân số là người Công giáo. Và chúng ta đã nói gì về những người chưa tin và đón nhận Chúa Giê-xu Kitô trong xã hội của chúng ta hôm nay, một xã hội do Đảng Cộng sản vô thần lãnh đạo? Chúng ta đều phải có bổn phận nói về Chúa và đều phải trả lẽ trước mặt Chúa về thái độ và làm chứng của chúng ta trong xã hội. Hơn ai hết là người Kitô hữu, Chúa mời gọi chúng ta phải nói về Chúa và làm chứng về Chúa bằng một đời sống công bằng, bác ái, yêu thương và tự do. Chúng ta đã thể hiện điều này như thế nào trong môi trường của chúng ta, qua đời sống chứng tác của chúng ta? Và chúng ta cầu xin cho giáo hội của chúng ta hôm nay biết làm chứng về Chúa qua chính đời sống hành động của mình, qua một đời sống góp công xây dựng một xã hội công bằng, tự do, bác ái và yêu thương hơn. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho mỗi người chúng ta để chúng ta chu toàn sứ mạng này. Amen.